Mana chính là cội nguồn của sức mạnh tự nhiên. Giống như không khí, nó là một loại năng lượng tự nhiên tồn tại ở bất cứ nơi nào trên thế giới. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể sử dụng được nó. Để sử dụng mana, ta cần phải nhìn và cảm được mana bên trong mình, và có thể sử dụng và cảm nhận mana. Để tiến vào được giai đoạn này, ta cần tập luyện, tài năng thiên bẩm và nhiều thứ nữa. Vô số lý do cá nhân có thể ảnh hưởng đến. Nhưng thường thì phải mất một năm luyện tập để ta có thể bắt đầu cảm nhận nó. Và các học viên tương lai của Học viện Filion đều vượt qua được giai đoạn này. Sau khi luyện tập kỹ thuật mana của riêng mỗi người, học sẽ ứng tuyển vào Filion. Maria hỏi anh đã hiểu hay chưa? Đừng nói là cảm nhận, thậm chí Ronan còn không phân biệt được mana và aura nữa, thế mà anh lại muốn tiến vào Filion. Điều đó thật là vô nghĩa. Theo cách nhìn của anh thì aura cũng là một loại mana, nhưng sự khác biệt của chúng như trời với đất vậy. Anh không hiểu chúng có gì khác nhau sao. Đến cả những thiên tài nổi danh, vất vả rèn luyện trong tối thiểu 10 năm đổ máu không ngừng, thì họ mới có thể giác ngộ được sức mạnh thiên bẩm. Đó chính là aura. Sau khi nghe Maria nói như thế thì hẳn Ronan cũng hiểu được một chút ít. Anh ấy đôi khi cũng gặp được chúng trên chiến trường. Bọn chúng khoác lác là những người sử dụng aura và sở hữu một sức mạnh phi thường. Bọn chúng thật sự rất phiền toái, nhưng cuối cùng thì chúng cũng không đáng sợ như thế. Vì nếu bị chém đầu thì dù là ai cũng sẽ hẹo mà thôi. Maria lại dẹp việc giải thích cho anh. Nói nửa ngày anh cũng có hiểu đâu. Cô muốn bắt đầu huấn luyện luôn. Cô nghĩ anh sẽ học được nhanh hơn nếu tiếp thu bằng cơ thể thay vì là cái đầu. Anh thấy cô ấy chỉ là một cô gái trẻ tuổi. Nhưng sức mạnh của cô ấy là không hề tầm thường chút nào. Cô ấy lập tức cầm kiếm lao đến chỗ anh. Khiến anh cũng phải bất ngờ. Nhưng anh cũng chặn được cô ấy. Anh cảm thấy rất ấn tượng. Hai người lao vào chém nhau vô số nhát. Anh thấy cô còn trẻ như thế mà đã mạnh như vậy rồi, hơn nữa cô ấy còn dùng song kiếm nữa. Ronan không rõ lắm nhưng anh không biết đây có phải một loại chiến pháp mana hay không. Lúc này Maria cũng nhận ra. Cô còn định kết liễu Ronan chỉ trong một đòn, cô còn định khiến anh thấy sức mạnh của mana và khiến anh bỏ bài kiểm tra. Khi đó sẽ tốt hơn là bị chịu nhục nhã ở khu kiểm tra. Nhưng mà chính cô ấy lại là người bị đẩy lùi. Cô không tin đây sao có thể là kỹ năng của một kẻ không thể sử dụng mana cơ chứ. Cô còn đang mải mê suy nghĩ thì đã bị anh phát hiện. Anh dùng một chiêu hất bay hai thanh kiếm của Maria. Anh kêu cô đừng chặn nữa mà hay đánh thật đi. Cô hoảng hốt khi thấy kiếm của anh bay đến ngay trước mặt mình. Nhưng cô phản xạ rất nhanh đã né được và phải lùi lại một đoạn xa. Nếu cô ấy mà chậm chân thì có lẽ đã xảy ra chuyện rồi. Cô thấy anh không tầm thường chút nào. Anh cảm thấy cô ấy cũng như thế. Anh ấy thấy cô ngoài mana ra thì cô cũng rất có tài năng kiếm pháp. Nhưng trọng tâm của cô ấy không vững. Nếu sửa được thì cô ấy sẽ giỏi hơn rất nhiều. Nói XOG anh lại quay người rời đi. Cô không biết sao anh lại rời đi khi còn chưa kết thúc. Cô tức giận đừng có nghĩ anh thắng rồi nhá. Nhưng anh lại nói cô ấy nhớ giữ lời hứa là được. Không phải cô ấy đã nói sao? Nếu thanh kiếm hỏng cô sẽ đền nó gấp 3 lần. Lúc này thanh kiếm cô ấy đang cầm bắt đầu nứt vỡ thành ngàn mảnh. Cô không biết anh đã làm điều đó lúc nào. Cô còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra thì Azel lại từ phía sau. Khen cô ấy đã làm rất tốt rồi, vì cô ấy hiểu được cảm giác của Maria lúc này. Azel lại chạy theo Ronan, để cho Maria đứng ngây ngốc ở đó. Cô không biết hai người họ là ai. Hôm sau, ở chỗ thương đoàn, Ronan chỉ đến để lấy tiền đền bù mấy thanh kiếm của anh. Nhưng Maria lại đưa thêm cho họ một đống đồ. Là những thứ cần thiết cho bài kiểm tra lý thuyết của Filion mà cô ấy đã tổng hợp lại giúp hai người. Một tháng sau chính là ngày kiểm tra rồi. Ronan không hiểu sao cô lại làm như thế. Anh dọa cô nếu cô ấy có âm mưu gì thì. Cô ấy lại giải thích cô chỉ thích hai người nên mới làm như thế. Cô làm như thế là vì muốn hai người đỗ kỳ thi. Và nó là thứ miễn phí. Nếu còn thời gian thì cô ấy đã dạy riêng cho hai người rồi nhưng mà giờ cô ấy phải đi rồi. Cô khuyên Ronan học tập chăm chỉ vào. Nếu thế này mà anh ấy còn trượt nữa thì cô sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Anh rất vui vẻ và khuyên cô ấy cũng nên luyện tập chăm chỉ đó. Lúc đi trên xe cỗ vẫy chào hai người và hẹn bọn họ ở học viện. Khuyên hai người nên học hết chỗ sách đó. Lúc này Ronan thấy anh nên rèn luyện cơ thể yếu đuối này. Anh cũng cần phải học vì không thể ăn may được. Anh thấy cảm giác này cũng không tệ lắm. Vậy là cuộc sống của anh sau khi về nhà cũng giống với quá khứ. Nhưng bắt đầu có những thay đổi nhỏ. Anh ấy ăn cùng chị gái của mình. Đến mức bụng căng ra sau mỗi bữa ăn. Bên cạnh số calo mà anh đã nạp vào đó thì anh bắt đầu đi săn quái vật ở ngoại ô ngôi làng và bắt đầu tăng sức bền và khả năng thích ứng của mình. Anh giết quái đến nỗi quanh làng không còn con quái vật nào lảng vảng nữa. Bên cạnh đó anh còn học bài,
một điều không tưởng đối với một lính kỷ luật. Anh không biết sao anh lại phải nhớ quy tắc ăn uống của đám Phương Bắc nữa. Dù không biết kết quả ra sao, nhưng anh ấy vẫn làm hết sức. Và cuối cùng một thánh cũng nhanh chóng trôi qua. Chúng ta cũng đến giai đoạn chính của câu chuyện. Đây chính là Valong, thành phố thủ đô. Ở trung tâm thủ đô chính là cơ sở giáo dục bậc nhất của đế quốc. Thành phố nhỏ của Bạch Tháp. Azel bất ngờ. Cô không tưởng tượng được đây chính là Filion. Nó quả thật rất đẹp và rộng lớn. Ronan không biết cô đang làm gì mà lại đứng ở giữa đường như thế. Cô khuyên anh không nên tỏ ra quê mùa nữa, nên đi nhanh để không muộn bài kiểm tra của bọn họ. Lúc này cô lại nhận ra. Cô kinh ngạc chỉ sau có một tháng. Mà Ronan đã to con lên rất nhiều. Anh lại bóp cho cô ấy một cái. Kêu cô nhanh đi vào không có muộn còn làm nhảm nữa. Anh mới nhớ giờ đang ở Filion thì chắc cũng sẽ gặp được một người. Chính là kiếm thánh Chiefen. Cậu ta chính là hậu duệ của Grancia, chính là một gia tộc kiếm thuật danh tiếng, được xem là thiên tài mạnh nhất đế quốc. Anh đoán chắc cậu ta cũng tầm tuổi mình, nên chắc sẽ gặp được ở bài kiếm tra mà thôi. Nhưng mà anh thấy cũng chẳng quan trọng. Azel lại ngó đầu lên hỏi anh là anh có cái đó không? Ủa lại còn con kiêu sao? Anh không biết cái đó của cô nói đến là cái gì. Chính là cái lông của con mộng điểu lần trước, nó có thể dẫn hai người đến chỗ con chim đó. Anh lại tưởng cô nhắc đến thứ khác cơ chứ. Anh có mang cái lông đó theo, vì nhớ là người đó sống ở thủ đô. Nên anh định thăm ông ta sau bài kiểm tra. Vừa bỏ ra thì cái lông đó đã chỉ lên đến tầng cao nhất của tòa học viện trước mặt họ. Ở bên trong, một người đang kêu vẫn chưa quen với công việc giáo sư mà ông ấy mới đảm nhận. Anh không biết có nên trở lại nghiên cứu hay không. Lúc này con chim xanh kia kêu chip chip không ngừng. Ông hiểu là nó đang cổ vũ cho ông ấy. Nên ông thấy mình cũng phải nên cố gắng để có thể cảm ơn người hùng đã cứu nó. Ông ấy chính là giáo sư động vật học của Filion, Varen Farnacy. Người sư tử, ông tiến đến định mở cửa ra cho thoáng. Ông ấy nói nếu người hùng của con chim đó ghé qua hôm nay thì rắc rối lắm. Lúc này vừa hé cửa thì gương mặt của Ronan. Anh kêu anh còn chưa gõ cửa cơ mà, nhưng nó lại tự mở rồi kìa. Hai người kia sợ ẻ ra quần. Anh nhận ra con chim lúc trước và ông chủ của nó nữa, thế mà lại là một nhân thú sao. Hai người hét toáng lên khiến cho cả học viện nghe thấy mất. Đến đây hết phần 6 rồi nha. Mọi người like và đăng ký kênh để đón chờ phần tiếp theo nha.